Xin chào tất cả các bạn. Phải chăng là bò kho? Rất đúng rồi. Sorry. Doraemon, Inuyasha, Matsubilami, Toy Story, Conan, Incredible. Anh chứ? Doraemon rồi. Doraemon qua rồi. Cinderella. Đúng không? Ủa? Wow. What? Gì vậy? Yes! Queen is back! Queen! Yes! Emma! Trời ơi! Ôi dối! Mỗi lần thôi chị bận rồi, tuần này có gì năm sau gặp thì phải giải thích chứ. Yêu mà đến. Yes! Chúng ta sẽ có một màn giải giọng. Đó, đúng không? Em làm nó là em đã được một điểm. Nobita! Trời ơi! Đúng ra em định làm luôn! Nobita ơi, sao giờ này mà bạn còn chưa dậy nữa? Bạn có định dậy đi học không? Nhưng mà Doraemon ơi, hôm nay mình mệt lắm. Cánh cửa hằng kỳ. Nobita! Đúng không? Đúng rồi! Cho chết à! Okay. Thịt chuột à? Không có. Cái phim đó có con chuột thôi chứ ở đây không phải thịt chuột. Ăn cái này một chút xíu thử xem. 2, 3. Coco. Yeah! Chima. Mắt đỏ mà. Mắt đỏ thì làm như vậy là hết đỏ. Từ từ nha, em phải nhìn vào bức tranh và từ từ em đoán mới ra. Gì đây? Gì đây? Thiệt luôn á em ta. Thách một cái hình phạt rất là dễ thương em. Là... đứng trong một cái thau nước đá. Nhưng mà trời đang ốm rồi. Lấy độc trị độc em hiểu không? Cậu ta lây bệnh cho em này. Wow, 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 wow. Trời ơi, qua xem phim thôi mà. Gặp nhau mà bị ốm là xem phim thôi mà. Let it go, let it go. Dora. Hát em hát. Anyway. Let it go. Hát em hát. Anymore. Hả nè. Đi đi. Không biết là không anh không biết là em mà có con nhớ. Anh nói là em. The UFO Show.